Anh ơi, em xúc xong rồi à? Anh cho em xin tiền công à? Cút! Tao mày xúc 10 mét đất, mày xúc cả 100 mét đất cho tao à? Hỏng hết đất rồi này. Anh ơi, ít nhiều anh giận. Có cái thằng này. May mà mày chạy nhanh. Cho một bánh mì chứ. Mấy cái anh? Một thôi. Để một cái à? Vâng. Đây. Còn ít quá nhỉ? Sao hết rồi còn gì nữa? Hôm nay được cái là đông khách anh ạ. À, bán chịu em nhá. Anh cứ đùa, anh nghĩ cái 5.000 anh nợ. 5.000 à? Đây anh trả đây. Dạ. Ok. Dạ anh. Cho anh hai cái bánh mì đi. Dạ vâng ạ. Em. À đây ạ. Em gửi anh ạ. Gửi tiền. Anh ơi, anh mua bánh mì à? Vâng. Cô ơi, dạ. Bánh mì bao tiền một cái ạ? 5.000 một cái ạ, anh lấy mấy cái? 5.000 một cái ạ? 6.000 hai cái đúng không ạ? Anh ơi, em nhập đã là 4.500 một cái rồi, em chỉ được lãi 500 đồng một cái thôi. Bây giờ 6.000 hai cái em bán cho anh như thế em lỗ đấy. Thôi, mình mua một cái về cho con, còn đâu mình anh ơi, cho đứa đói. Anh làm sao đấy ạ? Không, tôi không sao. Cô tôi một cái đi. Đây, em gửi anh ạ. Vâng, tôi xin. Anh ơi, anh quên trả tiền ạ? Xin lỗi cô, tôi quên. Em xin ạ. Đủ chưa cô? Đủ rồi anh ạ. Em ơi, cho anh cái bánh mì đi. Dạ, em hết bánh rồi ạ. Anh có thấy đây còn hai cái mà. Không, mà hai cái này em bán rồi anh ạ. Anh ơi. Anh nào? Anh đây mà. Anh ơi. Tôi trả tiền rồi mà. Em biết rồi, nhưng mà em quên mất là bên em đang có chương trình khuyến mại, là vị khách cuối cùng sẽ mua một được tặng hai đấy ạ. Vậy à? Dạ vâng ạ. Thật không? Thật mà, anh cầm đi hả? Cảm ơn cô. Vâng ạ.